Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Góc nhìn khán giả của kênh VTC14 ngày hôm nay xin được bắt đầu với phần điểm những nội dung chính sẽ phát trong chương trình. Công an thành phố Hà Nội bắt gọn một nhóm đối tượng móc túi tại bến xe buýt. Phản ánh của khán giả Nguyễn Thanh Tùng, sinh viên trường Đại học Quốc gia Hà Nội từ số điện thoại 0166 3 số cuối 487. Lốc xoáy làm tốc mái và sập nhiều nhà dân ở huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Phản ánh của khán giả Lê Lâu, trú tại huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Đường liên xã ở huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình xuống cấp nghiêm trọng. Phản ánh của khán giả Nguyễn Hoàng Huy, trú tại xã Thu Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình. Con đường bị lãng quên ở thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc. Phản ánh của khán giả Phạm Văn Nam từ địa chỉ email phạmvannam0791@gmail.com. Dân khổ vì đường hỏng nửa năm không được sửa chữa. Phản ánh của khán giả Nguyễn Văn Toàn, lớp 12 Cao đẳng Báo chí 1, trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình. Tại địa chỉ 75 Trần Nhân Tôn, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Thông tin thêm về nhà máy tách cọng thuốc lá Khánh Hòa gây ô nhiễm môi trường, phản ánh của khán giả Nguyễn Thị Oanh từ số điện thoại 0196 3 số cuối 865. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, vào ngày 21 tháng 9 năm 2013, tại điểm dừng xe buýt trên đường Xuân Thủy đối diện với Đại học Quốc gia Hà Nội đã xảy ra một vụ móc túi. Sự việc đã bị lực lượng thuộc tổ công tác đặc biệt 142 Công an thành phố Hà Nội phát hiện. Tổ công tác lập tức bắt gọn các đối tượng. Phản ánh của khán giả Nguyễn Thanh Tùng từ số điện thoại 0166 3 số cuối 487. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Khu vực bến xe buýt trên đường Xuân Thủy, đối diện Đại học Quốc gia Hà Nội. Hai kẻ móc túi vừa móc điện thoại của một nữ sinh. Ngay lập tức, tổ công tác đặc biệt 142 của Công an thành phố Hà Nội đã tóm gọn trước sự chứng kiến của hàng trăm sinh viên. Khán giả Nguyễn Thanh Tùng cho biết vào hồi 17 giờ 30 phút ngày 21 tháng 9, khi anh đang chờ xe buýt tại điểm dừng xe buýt đối diện với Đại học Quốc gia Hà Nội số 144 Xuân Thủy, thì có một chiếc xe buýt tuyến số 32 đi đến và tiến hành đón trả khách tại điểm dừng này. Ngay khi xe đang mở cửa, thì từ trên xe có tiếng kêu của một bạn nữ sinh viên vọng xuống: "Ơ, anh này trả lại điện thoại cho em." Nhận biết rằng có thể một vụ móc túi trên xe buýt đã diễn ra, ngay lập tức một chiến sĩ công an mặc thường phục đã xông lên xe và bắt gọn một tên trong nhóm móc túi này. Tên móc túi bị chiến sĩ công an và người dân áp tải ra khu vực phía sau điểm dừng xe buýt và bị còng tay vào một chiếc xe máy tại đó để hắn không thể trốn thoát. Theo quan sát của anh Tùng thì ban đầu đối tượng còn quanh co chối tội, nhưng chỉ bằng một vài động tác nghiệp vụ thì tên móc túi đã phải nhận tội và khai ra đồng bọn của mình. Tất cả hành động của chiến sĩ công an này chỉ diễn ra trong vòng 1 phút 30 giây từ khi bắt tên móc túi xuống xe cho đến khi hắn nhận tội. Gửi những hình ảnh này đến chương trình, anh mong muốn lực lượng 142 của Công an thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục đảm bảo an ninh tại các khu vực điểm dừng và nhà chờ xe buýt, tạo sự an tâm cho người dân khi tham gia các loại hình vận tải giao thông công cộng. Bởi lâu nay, nạn móc túi luôn là một trong những nỗi sợ hãi đối với những người dân thường xuyên đi xe buýt. Đồng thời, bản thân những người đi xe buýt cũng cần nâng cao cảnh giác trước những hình thức móc túi ngày càng tinh vi và trắng trợn. Thưa quý vị, tuần qua các tỉnh ở đồng bằng sông Cửu Long chìm trong những trận mưa kèm theo dông lốc. Tiền Giang là một trong số các địa phương chịu thiệt hại khá nặng nề do mưa lớn kèm lốc xoáy đã làm sập và tốc mái nhiều nhà dân, gây thiệt hại đáng kể về tài sản.
trong khi chính quyền địa phương và người dân tại xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang đang khắc phục hậu quả của 28 căn nhà bị sập và tốc mái do mưa dông rạng sáng ngày 21 tháng 9, thì vào ngày 22 tháng 9 lại có thêm một số nhà dân ở xã An Cư, huyện Cái Bè bị sập. Đây là phản ánh của khán giả Lê Lâu, trú tại huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Căn nhà bị sập là của bà Lê Thị Bé ở ấp Mỹ Hòa. Rất may là chủ nhà đi vắng, không ảnh hưởng đến người, nhưng làm hư hỏng gần như hoàn toàn các tài sản trong nhà. Bà, nó đang đi quay đường đấy. Đang đi quay đường đấy. Căn nhà thứ hai là của anh Huỳnh Văn Nhờ ở ấp An Hòa. Do gia đình khó khăn nên căn nhà chỉ cất tạm. Gió mạnh đã làm tốc mái và xíu vẹo. Khi nhận được tin báo của bà con nhân dân, lãnh đạo ấp cùng đội xung kích xã đã tiến hành dọn dẹp nhà cửa và cây bị đổ ngã. Thưa quý vị khán giả Lê Lâu được biết, theo thống kê của Phòng Nông nghiệp huyện Cái Bè, trong 3 ngày qua, mưa lớn kèm dông và lốc xoáy đã làm sập một căn nhà, siêu vẹo và tốc mái 29 căn, đứt đường dây hạ thế gần 100 mét ở ấp Đông Thạnh, xã An Thái Đông. Tổng thiệt hại ước tính trên 350 triệu đồng. Hiện huyện Cái Bè đã tiến hành xác minh và có hướng hỗ trợ để các hộ có nhà bị sập và tốc mái sớm có nơi ở ổn định. Khán giả Lê Lâu còn cho biết thêm, trước đó vào lúc 2 giờ 30 phút ngày 21 tháng 9, một cơn mưa lớn kèm theo lốc xoáy đã làm sập và hư hỏng 28 căn nhà ở ấp Bình, xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Trong đó có 5 căn đã từng bị lốc xoáy hư hỏng hồi năm trước mới được sửa chữa lại cũng bị thiệt hại. Nhiều căn nhà có mức độ hư hỏng từ 30 đến 50% như là tốc mái nhà, sập tường, hư hỏng cửa. Nhiều cây xanh bị ngã đổ, vật dụng sinh hoạt bị hư hỏng, rất may không có thiệt hại về người. Thưa quý vị, nhiều năm nay, người dân tại xóm Nam Sơn 2, xã Thu Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình, cũng như là các vùng lân cận đã gặp rất nhiều khó khăn, vất vả trong việc đi lại do sự xuống cấp trầm trọng của con đường liên xã nằm gần dốc Cun. Không những thế, con đường lầy lội, bẩn thỉu còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn, đặc biệt nguy hiểm là đối với các em nhỏ. Đây là phản ánh của khán giả Nguyễn Hoàng Huy, trú tại xã Thu Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Theo mô tả của khán giả Nguyễn Hoàng Huy, đi từ đỉnh dốc Cun rẽ xuống quốc lộ 12B, đi thêm khoảng 2 km rẽ trái là tới con đường này. Nhiều năm nay, mặt đường luôn trong tình trạng ngập nước, lầy lội bùn đất như thế này. Xe cộ đi qua, để lại trên đường những vệt dài. Nhất là những chỗ bị lằn vết lốp xe ô tô. Mặt đường bị lún sâu, tạo thành những rãnh nước lớn, uốn lượn như những con rắn khổng lồ trên đường. Có chỗ, người dân phải tự đan những thanh tre, nứa, thành mảng bè lớn, đặt giữa đường thì mới có thể đi lại được. Chia sẻ cùng chương trình, khán giả Nguyễn Hoàng Huy cho biết, bà con nhân dân tại xã Thu Phong nói riêng và huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình nói chung đều rất bức xúc trước thực trạng đường xá tồi tàn đến mức không thể đi lại được như thế. Theo khán giả Hoàng Huy, đường xuống cấp đã từ lâu và ngày càng xấu đi một cách trầm trọng như trong đoạn clip đã trở thành nỗi ám ảnh đối với người dân địa phương cũng như những người đi đường. Bởi đây rõ ràng là một cái bẫy nguy hiểm có thể gây tai nạn cho bất cứ ai đi ngang qua. Trên thực tế đã có không ít trường hợp bị trượt bánh, ngã xe hay ô tô bị lún kẹt giữa đường.
Khán giả Hoàng Huy còn cho biết thêm, vào mùa mưa không ai dám đi qua đây, nhất là những ngày có mưa to, lũ lớn, nước suối chảy mạnh. Các em nhỏ trong vùng khi đi học đều bị bố mẹ cấm không cho đi qua đường này. Đáng nói ở chỗ, đây lại là con đường liên xã, nên hàng ngày vẫn có khá nhiều người và phương tiện bắt buộc phải đi ngang qua, mặc dù biết là phải đối mặt với nhiều nguy hiểm đang trực chờ. Anh Huy còn cho biết thêm, người dân do gặp quá nhiều khó khăn trong việc đi lại và lo ngại trước nguy cơ tai nạn, nên đã nhiều lần kiến nghị lên chính quyền địa phương yêu cầu làm lại con đường. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa được giải quyết, khiến họ vô cùng bức xúc. Gửi clip phản ánh tới chương trình, khán giả Nguyễn Hoàng Huy hy vọng các cấp chính quyền sẽ quan tâm và sớm có biện pháp nâng cấp con đường này để người dân có thể đi lại thuận lợi và an toàn hơn. Thưa quý vị, tình trạng tương tự cũng xảy ra tại con đường nằm tại thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc. Mặc dù thuộc địa bàn thị trấn, nơi có điều kiện kinh tế xã hội khấm khá hơn, nhưng người dân Hợp Hòa đang phải hàng ngày đi lại trên con đường, chẳng khác ở vùng nông thôn hẻo lánh, vùng sâu vùng xa là bao. Mong muốn về một con đường mới khang trang, sạch sẽ của người dân nơi đây dường như lại không nằm trong mối quan tâm hàng đầu của chính quyền địa phương. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những hình ảnh về con đường bị lãng quên ở thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc. Hình ảnh do khán giả Phạm Văn Nam từ địa chỉ email phạmvannam0791a@gmail.com đã gửi tới cùng chương trình. Mưa đã tạnh nhiều ngày nay, nhưng con đường này vẫn trong tình trạng ngập úng khá nghiêm trọng. Đường vốn đã nhỏ hẹp, nay gần như không còn lối đi bởi mặt đường chỉ toàn nước và bùn đất lầy lội, trơn trượt. Người dân đi qua đây thường phải sắn quần và đi trên đất để tránh bị bẩn và trượt ngã xuống mương nước bên cạnh. Con đường xuống cấp từ lâu đã gây không ít bức xúc cho người dân thị trấn Hợp Hòa. Cả cái xóm này ký vào một lá đơn, mấy lá đơn về xã rồi, không giải quyết. Là chúng tôi đường đi cũng khổ mà đến bây giờ mưa gió thì khổ lắm. Con cái chúng tôi đi rất là khổ, các cháu đi học cũng khổ mà có cháu là lăn xuống mương. Khán giả Phạm Văn Nam cho biết những hình ảnh trên được anh ghi lại trong một lần có việc đi qua thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc. Chứng kiến cảnh đường xá lầy lội ở đây, anh Nam cảm thấy khá bất ngờ và có đôi chút khó hiểu bởi ngay giữa một thị trấn hẳn hoi mà đường lại xấu hơn cả vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa như thế. Qua trò chuyện với người dân tại địa phương, khán giả Phạm Văn Nam được biết con đường này là do dân tự làm từ sau giải phóng. Đến nay chưa một lần được nâng cấp sửa chữa nên ngày càng xuống cấp trầm trọng hơn. Hơn nữa, bà con nhân dân tại xã Hợp Hòa đã nhiều lần tập hợp nhau cùng viết đơn gửi lên Ủy ban dân kiến nghị về việc làm đường, tuy nhiên đều không có hồi âm. Điều khiến cho người dân lo lắng hơn cả là việc đi học của các em nhỏ trong vùng rất khó khăn, nguy cơ xảy ra tai nạn trượt ngã là rất lớn. Gửi clip tới chương trình, khán giả Phạm Văn Nam hy vọng Ủy ban dân thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc sẽ sớm đầu tư nâng cấp, làm lại con đường để người dân đi lại đỡ vất vả và cũng là làm đẹp hơn cho bộ mặt của một thị trấn. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi clip của khán giả Nguyễn Văn Toàn đến từ lớp 12 Cao đẳng Báo chí 1, trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2, 75 Trần Nhân Tôn, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, có số điện thoại 0188 3 số cuối 310. Trong clip gửi đến chương trình ngày hôm nay, anh Toàn phản ánh về một đoạn đường ở phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương đã hư hỏng nửa năm nay nhưng không được sửa chữa, ảnh hưởng đến giao thông đi lại của người dân. Bề mặt của đoạn đường gần ngã ba truyền thống thuộc ấp Bình Đức, phường Bình Hòa, tỉnh Bình Dương. Ổ gà, ổ voi, thậm chí mặt đường nhiều đoạn bị cây sới, hư hỏng nặng. Mặt đường xuống cấp gây khó khăn không nhỏ cho các phương tiện giao thông, đặc biệt là khi trời đổ mưa, ổ gà bị nước nhấn chìm. Nhiều người dân khi điều khiển xe máy qua đây rất dễ bị tai nạn. Vào những ngày mưa, nước hay tràn vào nhà của những hộ dân sống xung quanh, khiến nhiều người phải tự mua vật liệu để tu bổ đường chắn nước.
thấy đường đâu, nước không à, đường té sập luôn á. Nắng thì nó vậy đó. Còn mưa thì nó nắng bụi, mưa ngập. Nắng thì bụi, mưa ngập. Nó vậy đó, đúng rồi. Phản ánh với chương trình, khán giả Nguyễn Văn Toàn cho biết, đoạn đường hư hỏng trên có độ dài gần 50 mét. Những lớp nhựa bên trên gần như đã bị hư hỏng và bong tróc hết, một số đoạn chỉ còn trơ đá răm. Thế nên hàng ngày xe cộ qua đây gặp không ít khó khăn. Điều đáng nói là con đường này đã hư hỏng một thời gian dài, tuy nhiên các ban ngành chức năng vẫn chưa có biện pháp nào để xử lý. Từ khi đường xuống cấp, hàng chục vụ tai nạn giao thông đã xảy ra ở đây. Gửi clip đến cho chương trình, khán giả Nguyễn Văn Toàn mong muốn các cơ quan chức năng sớm khắc phục và sửa chữa để người dân an tâm sinh sống. Thưa quý vị và các bạn, khoảng một năm trở lại đây, hàng trăm hộ dân ở thôn Đắc Lộc, xã Vĩnh Phương, thành phố Nha Trang phải sống chung với tiếng ồn, bụi và mùi hôi của thuốc lá thoát ra từ nhà máy tách cọng thuốc lá thuộc công ty thuốc lá nguyên liệu Khatoko. Ô nhiễm môi trường đang ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân nơi này. Đó là nội dung phản ánh của khán giả Nguyễn Thị Oanh từ số điện thoại 0916 3 số cuối 865. Khu vực xung quanh nhà máy tách cọng thuốc lá thuộc công ty thuốc lá nguyên liệu Khatoko. Nằm ngay sát khu vực dân cư, nhà máy này thường xuyên xả khói bụi, tiếng ồn và mùi thuốc lá ra ngoài môi trường. Cái tiếng ồn mà nó làm cho con người mình rất là khó nghe ngóng những cái hoạt động khác. Ví dụ như xem truyền hình là không có nghe rõ, nghe điện thoại là không có nghe rõ. Còn mùi thì nó làm cho con người mình ngất ngay và rất là khó chịu. Bụi, tiếng ồn và mùi thuốc lá kéo dài liên tục đã lan rộng khắp thôn Đắc Lộc, ảnh hưởng đến sức khỏe, đảo lộn đời sống sinh hoạt nơi đây. Khi nhà máy hoạt động, nhiều người phải tạm lánh khỏi khu vực này. Khán giả Nguyễn Thị Oanh cho biết, nhà máy tách cọng thuốc lá hoạt động từ tháng 10 năm 2012. Cũng từ đó cho đến nay, nhiều hộ dân đã bị tác động bởi tiếng ồn, bụi và mùi thuốc lá thoát ra trong quá trình nhà máy sản xuất. Sau khi có phản ứng kiến nghị của người dân về tác động môi trường bụi, tiếng ồn, mùi xảy ra trong quá trình sản xuất, công ty thuốc lá nguyên liệu Khatoko đã đầu tư thiết bị nhằm nâng cấp cải thiện môi trường. Tuy nhiên, thực trạng môi trường thực tế chưa được cải thiện là bao. Gửi clip cho chương trình, khán giả Nguyễn Thị Anh mong muốn các cơ quan chức năng sớm có biện pháp xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường tại nhà máy tách cọng thuốc lá Khatoko, trả lại môi trường sống trong lành cho người dân nơi này. Tiếp theo chương trình sẽ là một số những chia sẻ khác của khán giả cả nước đã gửi về cho chúng tôi qua đường dây nóng 0904881414 và email gocnhinkhangia@vtc.vn. Thưa quý vị, khán giả từ số điện thoại 0984 3 số cuối 157 phản ánh. Những ngày qua, nhiều làng nông nghiệp ở khu vực ngoại thành Hà Nội lại vào mùa gặt. Vì vậy, nhiều nơi nghi ngút khói do người dân đốt rơm rạ. Cũng theo khán giả này, xảy ra tình trạng trên là do những năm gần đây, người nông dân không còn nhu cầu sử dụng rơm rạ làm chất đốt hay gia súc, nên khi tuốt lúa xong để cho ráo nước là đốt. Khói từ việc đốt rơm rạ với khối lượng lớn không chỉ gây ô nhiễm môi trường, làm ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân mà còn là nguyên nhân gây mất an toàn giao thông, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ. Tình trạng này đã diễn ra nhiều năm nay nhưng các địa phương vẫn chưa đưa được ra hướng xử lý. Khán giả từ email nguyễnngoc98@gmail.com phản ánh. Được đầu tư hàng tỷ đồng, nhiều đường hầm bộ hành ở Hà Nội được kỳ vọng sẽ thực hiện sứ mệnh của mình là đảm bảo an toàn giao thông cho người dân. Tuy nhiên, sau một thời gian dài đưa vào sử dụng, những chiếc hầm này đã bị chuyển đổi mục đích sử dụng. Thậm chí có hầm bộ hành nằm trên đường Phạm Hùng còn được người dân dựng những tấm gỗ xếp thành từng tầng ngay lối vào, trở thành nơi tá túc sinh hoạt. Đề nghị các ban ngành chức năng sớm có các biện pháp cải thiện tình hình, tránh gây lãng phí và bức xúc cho người dân.
Một chia sẻ khác của khán giả đến từ số điện thoại 0978 3 số cuối 524. Khán giả này phản ánh, được xây dựng cách đây từ 3 đến 40 năm, những nhà vệ sinh công cộng đang tồn tại tại phường Trung Phụng, quận Đống Đa đã trở thành nỗi ám ảnh của người dân do môi trường sống bị ô nhiễm nặng nề. Nằm ngay sát khu dân cư, nhà vệ sinh công cộng này rộng chừng 40m², có mặt tiền khá rộng hướng ra mặt ngõ 165. Mặc dù bên ngoài nhà vệ sinh có ghi tấm biển cấm đổ rác, nhưng ngay cạnh đó là hai chiếc xe ngập ngụa rác thải sinh hoạt. Cũng theo các hộ dân, thì cứ khoảng từ 16 đến 17 giờ chiều hàng ngày, người dân ở những khu vực lân cận tập kết rác thải sinh hoạt tại đây. Nhiều hôm, do xe rác không đủ chỗ chứa, người thiếu ý thức lại vứt rác thải la liệt trên đường. Mùi rác thải cộng với mùi hôi thối, nồng nặc bốc ra từ nhà vệ sinh công cộng, từ lâu luôn là nỗi ám ảnh của người dân đang sinh sống tại đây. Thưa quý vị, còn bây giờ như thường lệ, phần cuối chương trình mời quý vị cùng điểm lại các clip tiêu biểu đã được phát trong chương trình ngày hôm nay. Khu vực bến xe buýt trên đường Xuân Thủy, đối diện Đại học Quốc gia Hà Nội, hai kẻ móc túi vừa móc điện thoại của một nữ sinh. Ngay lập tức, tổ công tác đặc biệt 142 của Công an thành phố Hà Nội đã tóm gọn trước sự chứng kiến của hàng trăm sinh viên. Phản ánh của khán giả Nguyễn Thanh Tùng, sinh viên trường Đại học Quốc gia Hà Nội, từ số điện thoại 0166, 3 số cuối là 487. Tuần qua, các tỉnh ở đồng bằng sông Cửu Long chìm trong những trận mưa kèm giông lốc. Tiên Giang là một trong số các địa phương chịu thiệt hại khá nặng nề do mưa lớn kèm lốc xoáy đã làm sập và tốc mái nhiều nhà dân, gây thiệt hại đáng kể về tài sản. Trong khi chính quyền địa phương và người dân xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang đang khắc phục hậu quả của 28 căn nhà bị sập và tốc mái do mưa giông rạng sáng ngày 21 tháng 9, khi vào ngày 22 tháng 9 lại có thêm một số nhà dân ở xã An Cư, huyện Cái Bè bị sập. Phản ánh của khán giả Lê Lâu, trú tại huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Nhiều năm nay, người dân xóm Nam Sơn 2, xã Thu Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình cũng như các vùng lân cận đã gặp rất nhiều khó khăn vất vả trong việc đi lại do sự xuống cấp trầm trọng của con đường lên xã nằm gần dốc cun. Không những thế, con đường lầy lội bẩn thỉu còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn, đặc biệt nguy hiểm đối với các em nhỏ. Phản ánh của khán giả Nguyễn Hoàng Huy, trú tại xã Thu Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình. Tình trạng tương tự cũng xảy ra tại con đường nằm tại thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc. Mặc dù thuộc địa bàn thị trấn, nơi có điều kiện kinh tế xã hội khấm khá hơn, nhưng người dân Hợp Hòa đang hàng ngày phải đi lại trên con đường, chẳng khác ở những vùng nông thôn hẻo lánh, vùng sâu vùng xa là bao. Mong muốn về một con đường mới khang trang, sạch đẹp của người dân nơi đây, dường như lại không nằm trong những mối quan tâm hàng đầu của chính quyền địa phương. Phản ánh của khán giả Phạm Văn Nam từ địa chỉ email phạmvannam0791@gmail.com. Dân khổ vì đường hư hỏng nửa năm không được sửa chữa, mặt đường xuống cấp gây khó khăn không nhỏ cho các phương tiện giao thông, đặc biệt là khi trời đổ mưa, ổ gà bị nước nhấn chìm. Nhiều người dân khi điều khiển xe máy qua đây rất dễ bị tai nạn. Phản ánh của khán giả Nguyễn Văn Toàn, lớp 12 CDBC1, trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2, địa chỉ số 75 Trần Nhân Tôn, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Nhà máy tách cọng thuốc lá Khánh Hòa gây ô nhiễm môi trường. Nằm ngay sát khu vực dân cư, nhà máy này thường xuyên xả khói bụi, tiếng ồn và mùi thuốc lá ra ngoài môi trường. Bụi, tiếng ồn và mùi thuốc lá kéo dài liên tục đã lan rộng khắp thôn Đắc Lộc, ảnh hưởng đến sức khỏe, đảo lộn đời sống sinh hoạt người dân nơi đây. Phản ánh của khán giả Nguyễn Thị Oanh từ số điện thoại 0916 3 số cuối 865. Thưa quý vị, chương trình Góc nhìn khán giả của ngày hôm nay của chúng tôi xin khép lại tại đây. Nếu có thông tin hình ảnh clip đáng chú ý, quý vị khán giả hãy gửi ngay về cho chúng tôi theo địa chỉ: chương trình Góc nhìn khán giả, kênh VTC14, đài truyền hình kỹ thuật số VTC, tại địa chỉ số 65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội, hay email đến địa chỉ gocnhinkhangia@vtc.vn, hoặc quý khán giả cũng có thể gọi điện đến đường dây nóng 0904881414.
khi gửi hình ảnh clip chia sẻ về cho chương trình. Quý vị khán giả hãy ghi thật rõ tên họ thật cùng địa chỉ, số điện thoại để ban biên tập tiện liên lạc sau khi phát sóng clip trong chương trình. Xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi và ủng hộ của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.